một cái cặp loa studio monitor dòng kiếm âm đến từ JBL model 4425. Đây là một cái model mà có cái thiết kế rất là độc lạ và sang trọng, chất âm thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Cặp này có sở hữu cho mình một cái bass 30 và một cái loa test còi. Cái còi của nó sẽ là miệng phễu ra hai bên giống như kiểu tai voi, nên chúng ta hay gọi là loa kèn tai voi. Loa có chiều cao là 63,5, chiều ngang 40,6, sau là 37,5, bass 30 nha. Cái độ nhạy của loa rất là lớn, 92 dB. Loa này thì có trái phải, chúng ta sẽ nhìn thấy nó kèn nó đối xứng. Cái bát này cái lòng chảo rất là sâu luôn đó, rất là sâu nha. Thùng vách còn rất là đẹp. Cặp loa này thì mình bán hôm nay giá rất ok, 29 triệu thôi. Đây, căng rồi là còn đầy đủ hết nha. Đây cái căng này, cái căng nó che loa bát thôi. Cái loa đép còi thì nó ở sau bên trong này, nó không cần phải có ăn căng. Thì cái cầu này là cái cầu mỏ chim, đây là đời đầu tiên của 4425. Sau đó vài năm sau thì hãng làm thành cái đời loại bắp chuối nữa. Đời đầu nha. Rồi bây giờ mình test nhạc luôn. 29 triệu, loa rất là đẹp. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất đến từ kênh của mình. Có nhu cầu về USB USD thì liên hệ mình. Chép nhạc sẵn loại USB 128GB 800.000, USD 1000GB 2,5 triệu nha.